hãy đón năm mới bằng đồ uống đắt tiền nào. Đồ uống in và hoa giấy, vì điều quan trọng nhất là bữa tiệc trong trái tim của bạn. Mình nên trang trí cây như thế nào? Tất nhiên là đồ trang trí của gia đình mình. Em muốn cây tỏa sáng. Xem anh nghĩ ra gì nè. Vòng hoa tiền. Anh tự làm đó nha. Cây của chúng mình hoàn hảo. Chờ chút, còn nữa. Hãy làm tuyết rơi. Không thể có Giáng sinh mà không có tuyết được. Những bông tuyết này đều dành cho em đấy, Michelle. Trang trí chỗ của mình nào. Giấy vệ sinh sẽ tạo ra những bông hoa tuyệt đẹp. Và mình đã vẽ cây. Nhìn nè. Wow, đẹp quá. Foxy, đeo thử vòng hoa của anh đi. Hoàn hảo. Chào đã, thiếu thứ gì đó. Có lẽ mình nên tô màu cây bằng bút dạ. Yeah. Sau đó, cây sẽ trông như thật. Wow, nhà mình rất đẹp và giống lễ hội. Nhưng bàn trông có vẻ buồn. Trang trí nó nữa nha. Cây thông Noel làm mới không khí và những món quà nhỏ. Giờ nó thật ấm cúng. Nhưng mình đang thiếu tuyết. Chờ đã, anh sẽ mở cửa sổ ra. Hãy để tuyết rơi. Tuyết rơi thật nè. Wow, đẹp quá đi. Thật không may, lò sưởi nhà mình lại không ấm chút nào. Hãy xem những chiếc tóc Giáng sinh nào. Tiền, lại nữa. Vẫn như mọi khi. Em có gì nhỉ? Vàng. Wow, tuyệt vời. Chưa là gì. Anh biết phải làm gì với chúng rồi. Mình có thể chơi rút vàng. Đến lượt em yêu. Cẩn thận, đừng làm xước Rolex. Tháp vàng sụp rồi. Nhanh lên, hãy xem có gì trong tất của mình. 1, 2, 3. Có gì ở trong vậy? Wow. Là tất mới. Dễ thương quá. Sao, mỗi người chỉ có một chiếc tất. Vậy ai sẽ có đủ một đôi? Đưa đây. Đó là của anh mà. Đưa đây. Thật tuyệt khi ăn mừng ngày lễ với những chiếc tất mới và đẹp. Đừng buồn, anh yêu. Năm sau, anh sẽ có tất mới mà. Đúng, mình muốn mua nam cực. Gói hết chim cánh cụt lại cho mình nha. Anh yêu, xem em có gì nè. Chúng mình nghèo hay sao? Anh sẽ cho em xem pháo hoa thật. Wow, pháo hoa khổng lồ. To quá đi. Thật bất ngờ nha. Cảm ơn anh yêu. Nhìn xem, thật đẹp và huyền ảo. Bức graffiti này sẽ rất đẹp trên cây thông Noel nhà mình. Anh yêu nhìn nè. Pháo bông. Ước gì mình cũng có. Em sẽ rất vui nếu mình có thể đốt chúng vào đêm Giáng sinh. Em muốn gì anh cũng chịu. Xem nó cháy nè. Yeah! Nó tắt rồi. Anh sẽ thử lại. Lại tắt nó rồi. Cái khác nào. Yeah! Nó lại tắt rồi. Ai đó? Bé yêu tinh dễ thương đến hát mừng Giáng sinh. Của bạn đây. Nó dành cho bạn. Mình không có thời gian cho người hát mừng đâu. Giáng sinh vui vẻ, yêu tinh. Xem ai nè. Là yêu tinh đến hát mừng. Bạn đúng là một ca sĩ giỏi. Đây là kẹo cho bạn nè. Cái gì? Nhìn tất cả chỗ tiền này đi. Làm yêu tinh thật tuyệt. Mở cửa. Tụi mình tới đây hát mừng Giáng sinh và kiếm tiền. Foxy, anh có bất ngờ cho em. Là ông già Noel. Hãy ước điều ước Giáng sinh đi nào. Ông già Noel thân mến, con có cả danh sách cho ông lần lượt nha. 1 iPhone, máy chơi game, xe Tesla, du thuyền cá nhân, 1 hoặc 2 chiếc ví Chanel,
một buổi hẹn hò với Jimin. Hoàng thân mến, con cần tiền mua iPhone, máy chơi game PlayStation, một hoặc hai chiếc ví Chanel, một xe Tesla. Ok, ông già Noel, năm nay ông thật tốt. Michelle và Paul luôn biết phải tặng quà gì cho bạn bè. Họ chỉ tặng tất cả mọi người chiếc iPhone mới. Alo, mình đã sẵn sàng. Bạn muốn cái nào? Vàng hay bạch kim? Vàng. Cái này cho Mary. Chúng mình rất giàu mà. Hãy gói quà cho bạn bè. Vậy tụi mình nghĩ đây là gì nhỉ? Ồ, là súng. Anh chắc chứ? Ok, mình có thể tặng cho Mike. Anh yêu, xem em mua gì nè. Em sẽ nướng bánh quy Giáng sinh. Sao? Nướng bánh bằng đôi tay quý giá của em à? Chúng mình nghèo sao? Anh sẽ đặt bánh quy đắt tiền. Ồ, bánh quy hoàng gia. Ai uống sữa không? Michelle, tận hưởng đi nào. Người bánh gần này chỉ dành cho tụi mình thôi. Em dính gì đó nè, để anh lao cho. Mình yêu sự giàu có. Chuyện về người bánh gừng thật ngọt ngào. Biết rồi, mình muốn nướng bánh quy. Nhưng mình không có nguyên liệu gì cả. Nhà bếp thật trống rỗng mà. Trừ phi... không, cũng chẳng có gì ở đây cả. Phải làm gì bây giờ? Foxy, chuyện gì vậy? Em không có gì dùng được để nướng bánh quy. Luôn luôn có cách mà. Hãy gom tất cả vụn bánh quy năm ngoái và thêm vài mẫu bánh mì nữa. Tốt rồi, vụn của lễ phục sinh. Đủ làm một chiếc bánh quy mới rồi nè. Đẹp quá đi. Honey, đừng nhìn trộm nha. Bánh quy. Nhưng sao anh làm được? Là phép màu Giáng sinh đấy. Ngon tuyệt. Đây là gì? Tầm gửi cũ chán ngắt. Không phải cho thiên thần quý giá của mình. Tầm gửi của tụi mình làm bằng tiền. Michelle, anh đã làm tầm gửi cho tụi mình nè. Wow, đúng là một bóng xanh đắt tiền. Em yêu bó tầm gửi này. Anh lãng mạn quá đi Paul à. Foxy, nhìn nè. Anh sẽ treo tầm gửi cho em. Gì? Nhưng đó là mùi tay của em mà. Không được hôn dưới mùi tay. Bữa tối đã xong rồi. Cái gì đây? Salad từ cái tầm gửi của anh đó. Nó rất ngon. Yeah, mình sẽ mua cả hòn đảo cho bữa tiệc Giáng sinh. Anh yêu, tặng cho anh nè. Anh yêu quà. Cái gì vậy? Là áo len mới. Cái áo len này thật ngứa ngáy. Bảo vệ, mình đang tới giúp thưa ngài. Người gãi ngứa cá nhân cho cái áo len ngứa ngáy. Bài kia Justin. Oh yeah, tốt hơn nhiều rồi. Đoán xem em có gì. Em đã dành số tiền cuối cùng để mua quà cho anh. Yeah, cảm ơn em. Xem nó là gì đi. Là áo len mới. Anh đã muốn được một cái như vậy. Mặc thử đi. Anh mặc trông rất đẹp luôn. Hoàn hảo. Áo len này ngứa quá. Mình phải gãi. Mình có ý này. Áo len xù xì đến nỗi mình có thể dùng nó như cây thông Noel. Foxy, xem phát minh của anh nè. Gì? Đó không phải là quà của em sao? Ồ, sắc quá. Anh nói đúng.
Cái áo len này là một cây thông Noel tuyệt vời. Đúng là bữa tiệc vui vẻ, đắt tiền. Mình đang sống xa hoa, mình cần thêm đèn để chiếu sáng tiền triệu. Mình làm đứt cầu chì rồi. Và giàu có không phát sáng trong bóng tối. Chào mừng tới bữa tối ánh nến ngày lễ nhỏ của chúng mình. Thật ngọt ngào. Ai đó? Chào, chúng mình là hàng xóm của bạn. Ở đây thật ấm cúng. Mình mang bữa tối cho bạn. Cùng ăn mừng nha. Ngày lễ sẽ vui hơn khi có bạn bè. Chúc mừng Giáng sinh. Các bạn có thích hai cặp đôi kỳ nghỉ lễ này không? Vậy hãy bình luận bên dưới và cho chúng mình biết bạn thích bữa tiệc nào hơn nha. Và các bạn ơi, hãy đăng ký kênh của chúng mình, thích video này và bật chuông thông báo. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video mới vui nhộn từ Woohoo.